Cho nên Đức Thầy nói là lao sao bể bắc, là biển bắc đó, non tầng quân phiên. Cái từ tầng á, thường thường ta nói là tầng, thí dụ tầng bang, tầng là chỉ cho có một số á, có một số á, nói là tầng là miên. Nhưng mà ở đây là muốn nói tầng là tầng lớn á, tầng là tầng thủy hoàng á. Hồi xưa là tầng thủy hoàng gồm thâu lục quắc. Nếu ai trên thế giới này còn á, là còn hung dữ, còn ác đức, làm những chuyện tội đổi lỗi đó, giống như là ác tầng, nó là tầng thủy hoàng hồi xưa trở lại ông. Thí dụ trên thế giới này á, cho nên Đức Thầy nói lao sao thì bể bắc, là biển bắc non tầng, quân phiên tham báo xa gần gì nó cũng sẽ qua. Rồi nó tranh phân, thí dụ bây giờ là ở trên thế giới này, ở cái vùng nào đó có cái nguồn thu vàng bạc, tiền bạc gì, dầu mỏ gì đó nó nhiều, thì ở đây cái người tôi là cái nước là nước tăng, tôi hung dữ như là thằng thủy hoàng xưa đi, thì tôi đem qua tôi đánh cái nước để tôi giành. Thì cho nên Đức Thầy nói là lao sao là nó lộn xộn, bể bắc là biển bắc, non tầng quân phiên tham báo xa gần, thì ở đâu nó cũng hết trơn. Gọi là cho nên Đức Thầy mới khẳng định là cũng như Đức Thầy nói trước nghe đệ bó, năm 1939 thầy viết ra rồi, mới sau này có nghe, chứ không phải là thầy khi mà chiến tranh rồi tan nát rồi thầy mới viết ra cái bộ giáo lý của thầy. Thầy nói nha, thầy nói trước hết trơn, thầy tiên tri cho biết là sau này sẽ gặp nó. Cho nên Đức Thầy nói là cha nọ bồng con vậy chứ, vậy chứ không lẽ bây giờ cha bồng con chạy đó, mà bây giờ vợ ở sao, bây giờ bom đạn nó bỏ ở sao, nó khóc ở sao kìa, chạy theo không khóc òa sao được. Rồi bây giờ hỏi vậy chứ, mới thấy chồng mình bồng con, bây giờ nó chạy trước, bây giờ nó bị bom bỏ, bây giờ nó chết trước mặt mình rồi kìa. Rồi không, ông không khóc sao được, bây giờ nó chồng hết rồi. Cho nên là Đức Thầy nói cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát sớm truyền khổ dữ à, mà tan nát thiệt quý vị ơi. Hỏi vậy cho quý vị, bây giờ nhà mới cắt lên ngày qua ngày kia, bây giờ bơm bỏ cái tan nát hết trơn rồi, hỏi vậy chứ không có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Dạ kính thưa chú Năm, và kính thưa quý ông bà cô bác và chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì được biết hôm nay cũng nhân duyên lành chúng tôi trở về đây để gặp chú Năm, cũng như vì chú sự tu tập của chú cũng có kinh nghiệm, cho nên em cháu cũng được nhân duyên gặp được chú Năm và cũng hỏi về cái giáo lý của Đức Thầy. Tại vì có những câu mà chúng em và tất cả quý vị đồng đạo mình á, thì cũng có cái cũng chưa có hiểu, cho nên nhờ hôm nay được Mai Duyên gặp chú Năm ở đây, thì chúng con với tất cả quý vị đồng đạo cũng muốn hỏi chú Năm qua những cái lời giảng của Đức Thầy, qua hai câu giảng là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng và thoát mê đồ thường phóng quang minh. Như vậy là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng như thế nào và thoát mê đồ thường phóng quang minh nhờ ra sao, thì cũng nhờ chú Năm để chia sẻ cho tất cả chư quý vị đồng đạo mình hôm nay. Thì cũng rất là cảm ơn chú Năm để chúng cháu và tất cả chư quý vị mình cũng cố gắng trên con đường tu hành. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy, kính tất cả chú ý đồng đạo nam nữ hiện diện kính mến. Nhân hôm nay cũng ngày 17 tháng 10 niên Nhâm Dần, cũng là cái ngày nhân duyên hội ngộ bất ngờ của Đề Bót có đến đây để hỏi qua cái chương trình tu tập của em cháu. Chương trình hôm nay tôi cũng xin trình bày với cô bác mình qua cái chương trình của Đệ Bót vừa hỏi là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng mới thoát mê đồ thường phóng quang minh. Thì ở đây đó, cái từ của Đức Thầy chỉ dạy mình mà nếu mình thờ Phật đạo đó thì Đức Thầy kêu mình phải thờ, mà phải tỉnh được cái cơn ác mộng. Thì thường thường mộng đó
nói về mộng đó thì trong đêm đó mình mộng, trong mộng đó nó cũng nhiều cái loại mộng, ví dụ như ác mộng, cơn ác mộng, hải hùng cơn sống dậy gì đó, hoặc là mộng thiện mộng, rồi mộng qua, rồi mộng giấc mộng dần, mộng vàng, giấc mộng năm kha, giấc mộng móc, giấc mộng vàng đang truyền đại đạo rồi đó. Thì ở đây nói về mộng thì nó nhiều cái loại mộng. Có một cái câu chuyện, ví dụ như mộng hồi xưa đó, ở Trung Quốc đó, ông Giang Im đó, ổng khi mà ổng là cái nhà văn, nhưng mà ổng viết văn rất là dở. Một hôm nọ cái ổng nằm mộng mà sao trên cái ngòi bút của ổng nó mọc ra cái hoa sen, nó mọc cái hoa sen. Thì như vậy là ổng mới, từ đó tới sau là ổng viết cái lối văn đó là nổi tiếng luôn á. Ổng viết văn là quá hay, gọi là mộng hoa. Còn ở đây đó, Đức Thầy kêu mình thờ Phật đạo thì tỉnh cơn. Tỉnh là chữ tỉnh là phải xét biết. Nhằm người thờ Phật đạo rồi cũng vẫn còn thờ ông bà, ông này bà kia, rồi thờ là thờ đủ chuyện hết trơn. Như vậy là mình thấy là đâu có tỉnh. Như vậy là mình thờ Phật đạo đó, mình tỉnh. Tỉnh là mình không có thờ kiểu mà như bà tổ cô, rồi người này người kia đó, mình trong nhà gì đâu, mình lợi gì đâu, mình thờ tùm lum hết trơn, thờ quá nhiều. Cho nên lúc đó là Đức Thầy nói như vậy là thờ Phật đạo mà không có tỉnh, không có tỉnh được cái cơn ác mộng. Còn ở đây, mình ở đây thiệt là như mình thiệt là cái người bực chân tu, mình tỉnh được cái cơn ác mộng là mình mở, thường thường có câu chuyện là mở mắt chim bao. Có hai vị này là hai vị cậu cháu nhau, mà hai vị thầy trò. Hai thầy trò mới một ngày nọ, cái ông trò ổng được là ổng được người ta tặng cho ổng một cái sấp vải, cái ổng mới nhường lại cho ông cậu, nói thôi con cũng xin biếu lại cho cậu để con cậu may cái bộ đồ. Cái ổng nói thôi tăng hộ ơi, tao đồ cũng nhiều lắm, thôi con đó là may bạn đi. Cái ông nói ơn nghĩa của cậu cháu tu tập mà chỉ dạy, mà tới bây giờ đó, bây giờ mình đền ơn ổng lại có chút xíu mà ổng cũng không có, ổng không có nhận nữa. Thôi bây giờ sắp giải này, cái mình bán ra mình mua gà mình nuôi. Nuôi gà sau này cái mình bán gà, cái mình nuôi lại cái thứ khác. Nuôi lại bò cái mình bán bò. Bán bò cái mình cứ vợ rồi cái như vậy là nó có con. Có con bữa nọ cái hai vợ chồng mới đi về bên nhà của cha mẹ vợ. Thì khi đi đó thì cái người vợ mới bồng con đi, cái người chồng mới nói thôi, tăng hộ nói thôi để tôi bồng, cái người vợ mới giành bồng. Khi hai người giành qua giành lại, cái đứa nhỏ nó rớt xuống cái gốc cây, cái đầu nó dùng đàn bà hư gõ trên đầu của người vợ. Ai dè đâu, không phải gõ trên đầu người vợ mà gõ trên đầu của ông thầy, gọi là mở mắt mà chim bao, gọi là không có tỉnh được cái cơn ác mộng. Mà lúc đó mình đang ngồi mà mình mộng diễn nãy giờ đó. Cho nên Đức Thầy nói thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng mới thoát mê đồ thường phóng quang minh. Như vậy là tại sao mình thờ Phật đạo, mình tu tập rồi, mình đã cái người tu tập rồi mà mình đã thờ Phật đạo là thờ Tam Bảo, thờ thầy, thờ Phật, Phật pháp tăng trong nhà rồi, mà bây giờ mình vẫn chưa có tỉnh cơn ác mộng, mình vẫn còn làm những chuyện ác. Thí dụ mình ngồi đây, mình bây giờ mình tính những cái chuyện là tội lỗi. Thí dụ mình tính gian tham, tất nhiên là người ta mộng ban đêm, người ta ngủ mộng, còn mình mở mắt mà mình vẫn mộng. Mộng thí dụ nhà cao cửa rộng, mộng cái này cái kia. Gặp thí dụ như bây giờ mình còn tham mê cái gì đó, có gia đình có vợ rồi mà gặp người bên ngoài cái mình ước mộng, như phải cô đó này kia kia nọ, như vậy là mình mộng rồi. Mà Đức Thầy kêu mà thờ Phật đạo, mình thờ Phật đạo phải tỉnh cái cơn ác mộng. Chữ tỉnh là xét biết đây là tội lỗi, đây là nếu cái lực mà nếu mà trong cái làm người,
trong cái đạo nhân, cái đạo làm người, nếu mình tu mà bây giờ mình có vợ rồi mà còn ham muốn, mình còn muốn cái chương trình gì đó, đó mà Đức Thầy kêu gọi mình là đừng khóa trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng quyển lời đờn, qua có chủ rồi, qua có chủ rồi mà đèo bồng tình mới, mình đã có vợ rồi, có mối rồi, có rồi mà mình vẫn còn muốn kiếm thêm. Như vậy là mình thờ Phật đạo, như vậy là mình chưa hoàn toàn, mình chưa là cái người hoàn toàn tỉnh được cái cơn ác mộng. Hoặc là mình bây giờ nếu mình đã ăn chay rồi, ăn chay niệm Phật làm rành lành rồi, mà bây giờ mình gặp cái món gì, đồ ăn gì mặn đó, cái làm như cái trong lòng mình còn ước muốn giống như mình mộng, phải ăn được cái món đó ha, chắc ngon lắm ha, là mình còn mộng chứ gì. Yeah. Nếu người ta ngủ ban đêm thì người ta mộng không nói gì, mà mình mở mắt mà mình mở mắt chim bao, mở mắt mà mình vẫn mộng mơ, mơ mộng đó. Cho nên Đức Thầy nói thờ Phật đạo tỉnh, chữ tỉnh là xét biết, xét biết đó là tỉnh được cái cơn ác mộng, mới thoát mê đồ. Thì ở đây đó, nếu mà cái chương trình mê đồ đó, thì thường thường đó, thì người ta nói tránh được tứ đổ tường, tránh được cái vấn đề của là sát giết đồ này kia, mình thoát mê đồ. Nhưng mà đây là chưa hẳn được thoát mê đồ. Vì Đức Thầy chỉ dạy mình trong 10 điều ác. Nếu ai giữ được trọn 10 điều ác đó, thì Đức Thầy nói như thế này nè. Nếu ta trừ vô trong 10 điều ác, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát trốn mê đồ. Đây là quá thực tế. Thoát trốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát. Nếu ai muốn ra khỏi sanh tử, muốn ra khỏi luân hồi, muốn ra khỏi cái vấn đề lục đạo, không còn đi trong vòng lục đạo, thí dụ như bây giờ mình đã trôi lăn trong vòng lục đạo từ vô thủy tới giờ rồi, hay là Đức Thầy, Đức Phật nói đó, nhất kiếp bắt tu dạng kiếp khổ, nhất thời thố ngộ dạng thời trầm. Nếu một kiếp mình không tu tập đó, là muôn đời muôn kiếp mình phải chịu khổ thôi. Được thân người là mai muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Ngày nay nếu biết tu hành, tất nhiên sẽ được trở thành Phật tiên. Nếu chúng ta mà trong làm người, ở trong tim não người ta nhiệm màu có đủ ráng mà phát minh, chớ để chết thúi sình rồi mất xác lỗi công sanh, phải không quý vị? Nếu lỗi công sanh cha mẹ mình, ông bà mình là sanh tổ tiên mình, sanh ra được mình đây, có được thân người đây mà mình không biết tu tập rồi đây, tới chừng mà là bỏ xác rồi đó, lỗi công sanh phí mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại làm người nó khó thai. Làm người được là mai muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Như vậy thì mình xét cho kỹ thôi. Nếu mà kiếp này mình mà mắc được, mắc cái kiếp người mà mình xuống con này con kia đó, biết đời thở nào, biết đời nào mình trở lại. Theo căn cứ vào kinh điển em cháu nó có coi đó, có thấy đó, thì nếu mà mình đọa vào một là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh đó, như vậy là nếu mà lọt xuống là địa ngục thôi, mà địa ngục mình ở một tiểu kiếp thôi, chứ đừng có ở 3-4 tiểu kiếp, 5-7 tiểu kiếp gì chứ. Mà trong kinh Đức Phật nói thế này nè, nếu mình lọt xuống địa ngục, Đức Phật nói là 16.800.000 năm ở địa ngục, 16.800.000 năm ở địa ngục, rồi biết chừng nào mình lên. Rồi khi mà mình ra khỏi được cái địa ngục rồi đó, mình ra khỏi cái địa ngục rồi đó, như vậy rồi đó, mình mới làm ngã quỷ. Ngã quỷ rồi mình ra khỏi cái loài ngã quỷ, mình mới lên làm súc sanh. Mà súc sanh rồi mình tiến hóa từ loài súc sanh nhỏ nhặt, rồi mới lên được trở lại súc sanh lớn. Thí dụ như mình làm con gì đó, thường thường con ở trong nước thì có con vi trùng trong nước, thí dụ con mắt thường mình đâu có thấy, rồi mình mới tiến lên. Thí dụ mình làm dòi, làm dòi rồi mình mới tiến lên làm được con gà, con vịt, con trùng, con dế gì đó, con nhỏ nhỏ nhỏ, rồi mình mới tiến lên được, lần lần lên. Như vậy là lâu xa lắm quý vị ơi. Cho nên nếu mình mà lọt xuống đó rồi khó lắm, giống như cái người mà có được cái thân người đó, giống như mình lên tiên đó, lên Phật nó dễ, bị trong 10 cảnh giới đó, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời. Trời là cõi tiên đó. Nếu mình là lên đó, là mình tu thân hành thiện, mình lên trời nó sát bên. Còn nếu mình bước xuống dưới, mình lọt xuống dưới rồi đó,
Như vậy là trong nhà Phật cho biết đó, nhất đạo luân hồi thì sanh cư thủy làm nước 2000 năm, nhị đạo luân hồi làm cư thổ làm đất 2000 năm. Như vậy là lục đó là tam đạo luân hồi thì sanh làm cơ thạch, làm thạch đá. Rồi là mấy tứ đạo luân hồi thì làm thảo mộc. Rồi là ngũ đạo luân hồi thì mình sanh làm súc vật. Rồi mình mới từ súc vật đó mình mới tiến lên được làm người. Thì quý vị mình thấy thôi. Cho nên tại sao mà thờ Phật đạo mình không tỉnh được cái cơn ác mộng. Mình không tỉnh lại, mình không tỉnh xét biết. Thí dụ mình xét biết mình kê mình lọt xuống đó rồi chừng nào mình mới lên được làm người. Mình tư duy, mình suy nghĩ thiệt kỹ lại coi. Nếu mình lọt xuống đó giống như con người giàu sang có những cái tài sản lớn, mà bây giờ mình phá sản sao mình tiêu quả là quỷ là cái sự nghiệp của mình rồi, mà mình trở lại mình làm cái sự nghiệp trở lại như xưa đâu phải chuyện dễ, rất là khó. Cho nên đó là Đức Phật, Đức Thầy nói là không sợ chúng sanh mình cái việc sanh tử, cái việc chết. Bởi vì cái việc sống chết đó là giống như là Đức Phật đã quyết định, đã chỉ dạy cho mình rồi. Giống như là mặt trời là mọc và lặn thôi. Nghĩa là mặt trời sáng mọc chiều lặn, sáng mọc chiều lặn. Con người mình sanh tử, nghĩa là kỳ hồi tử, kỳ hồi sinh. Sinh tử du du vô định chi, ngã sư đắc kiến, nhiên đăng Phật đa kiếp tằng di, nhẫn nhục tiên. Có nghĩa là việc sinh tử, tử sinh kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lặn lờ trôi. Có nghĩa là việc sinh tử, tử sinh của mình giống như mặt trời mọc lặn. Thì là lên là làm người, rồi là lặn. Cũng như là các vị là Đức Phật nói đó, giống như là ngũ uẩn phù văn, chỉ mình cái thân mình giống như lên được là giống như cái cục mây, như là phù lên, nổi lên được là cục mây. Cục mây rồi mây sẽ tan, giống như sanh tử là mây tan đó. Cho nên nó ngũ uẩn phù văn tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Hoặc là cái giới khác đó, Đức Phật nói là ngũ uẩn phù văn vô khứ lai, có nghĩa là cái thân mình đây được là cục mây, là được thân người. Mà nếu mình sống trong cái vấn đề mà ác mộng không đó ha, sống trong ác mộng á thì nó mắc kiếp người đó, thì nó xuống con này con kia, thì nó đâu có lai lại cái kiếp con người, nó đâu có giống người như vậy. Bị gì con chó nó đâu có giống đệ, là bây giờ người mà mắc cái kiếp người rồi là không bao giờ giống. Cho nên ngũ uẩn phù văn vô khứ là không có lai trả lời. Còn nếu tất cả chúng ta mà tu thân hành thiện rồi lên làm ông tiên thì ông tiên ông đẹp chứ đâu phải như ông bóp này, phải không? Đẹp như tiên, hoặc là như ông Phật có 32 tướng tốt, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Thì lúc đó mình xét lại coi, mình xét thực tế lại coi, bây giờ hiện tại bây giờ nếu mà cái thân con người mình mà nếu mình không lo tu thân hành thiện mà mắc thân mà xuống dưới rồi thì trở lại là mình thấy trở lại làm người là khó. Cho nên các vị mới nói là thượng phù giả khí chi khinh thanh thì sanh thiên lên làm con trời, còn hạ ngưng giả khí chi trọng trượt thì xuống đất làm bùn làm đất, làm con gì nó bò dưới đất. Thì như vậy là ngũ uẩn phù văn là vô khứ lai, là nó không lai lại y như cái thân mình rồi, nó mắc kiếp người là xuống. Thí dụ làm như bây giờ thôi, bây giờ tôi kể câu chuyện như bây giờ mình thấy rõ rệt đó, câu chuyện của ông Thiên Bồng Nguyên Sói. Ổng kêu ổng đi lạc câu chuyện đó, rồi ổng xuống cái ổng thấy xuống dưới trần gian này ổng là đâu phải như Thiên Bồng Nguyên Sói nữa. Còn mình là không bao giờ, nếu mình không tỉnh được cái cơn ác mộng mình để mình tu thân hành thiện, mình không dứt được những cái nghiệp mê ghiền của mình đó ha, những cái nghiệp tội lỗi của mình đó ha, thì mình mắc kiếp rồi là gọi là vô lượng kiếp, không trở lại kiếp con người. Đó quý vị. Cho nên mình Đức Phật rất sợ, rất rất lo cho chúng sanh mình, sợ mình mắc kiếp thôi, mắc kiếp người thôi. Chứ không có sợ mình đó là vụ sanh tử. Cho nên Đức Thầy nói như thế này nè: phụ mẫu tham ăn vô lượng kiếp, hoặc là vô lượng thứ ở trên thế giới này rồi, mình cũng vô lượng lần ở trên thế giới, trên cõi đời này rồi. Đến đây thì tôi xin đóng góp với quý vị mình cái chương trình là thờ Phật đạo thì mình phải tỉnh cơn ác mộng. Đây thì cái nhóm anh em đồng đạo chúng ta đây là toàn bộ là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, để truyền thừa lại hoặc là nhắc với cô bác tất cả quý vị mình trên cõi đời này đó, ai mà nghe được đó thì mình
nương theo giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy để mình tu, để mình ra khỏi sanh tử, dạ, ra khỏi thờ Phật đạo tỉnh cơ ác mộng, thoát mê đầu. Để tôi nói thêm một cái đoạn mà Bây giờ chú cũng nói, nhưng mà con tại vì muốn hỏi thêm cái phần này, tại vì đây anh em đồng đạo cũng lâu lâu mới có dịp là để gặp chú, thì một cái điều này là rất là quý. Nhưng mà con hỏi những cái sự mà hiện bây giờ đó, là Đức Thầy cũng cho biết là sau này đó là có đoạn nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Như vậy xin hỏi chú Năm, chứ con nghiệt thú là biểu tượng cho cái gì? Cũng như nhờ chú Năm để người khi huynh đệ ở đây cũng có một số là anh em cũng chưa có hiểu rõ cái phần đó đó chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì ở đây thì Đức Thầy hồi xưa đó, câu chuyện này là câu chuyện thôi tôi cũng không có cái chuyện dài dòng, nhưng mà nói đây cũng rất là vắn tắt. Khi mà ông Đình Tây á, hồi xưa đó thì ông đi cứu cái vợ chồng của anh Sinh á, khi vợ của anh Sinh đẻ đó, thì khi mà ông làm giường cho vợ của ông Sinh á, sanh rồi đó, thì khi mà ông Sinh ông đi săn về đó, ông ấy trong cái vỏ ông đó, ông có cái con sấu. Con sấu gọi là nó nằm cái giò. Thì ở đây đó thì khi mà cái người mà ơn nghĩa đó, bây giờ không biết mà đền ơn cái gì, nhưng mà ông Sinh ông mới thấy ông Đình Tây, ông thấy con sấu nằm giò cũng hơi đẹp. Ông mới hỏi, ông mới xin, ông mua cái con sấu đó. Thì ông Sinh ông mới trao cho ông, kêu ông biếu tặng cho ông Đình Tây. Thì khi về đó thì ông Đình Tây ông mới nuôi, ông ấy giới thiệu cho Đức Phật Thầy Tây An. Thì Đức Phật Thầy Tây An nói là thôi đem kiểu như là cũng như ý cũng như là Đức Phật Thầy Tây An nói thôi đem giết bỏ nó đi, nhưng mà không có nói tiếng giết, nhưng mà nói đem bỏ nó đi, sau này nó trở thành là con nghiệt thú đó, nó sẽ hại người, nó hại là bá tánh vạn dân rồi gì đó. Thì khi mà ông Đình Tây thì ông thấy đẹp quá đi, ông mới giấu với Đức Phật Thầy Tây An. Ông không có giết, nhưng mà ông lén ông nuôi. Ông nuôi một ngày, một thời gian sau này, nhưng mà nó rất là mau lớn. Tới cái mùa mưa nó rất là mau lớn, một ngày nọ nó mới phá chuồng nó đi. Thì nó đi xuống cái vùng Lan Linh á, thì nó kê nó phá này kia nọ của người dân lắm. Thí dụ như nó lên nó giật gà, ăn vịt, nó bắt heo đồ này kia của bà con dân làng ở cái vùng Lan Linh đó nó ăn. Thì khi mà người ta mới báo cho Đức Phật Thầy Tây An với ông Đình Tây ông hay. Khi mà ông hay thì ông xuống á, thì con sấu nó lặn mắt, mà tới chừng về cái nó lên nó quậy phá. Sau này cái thì ông Đức Thầy có truyền lại đưa cho ông một cái lữ mâm cây lao với dây cái dây thần gì đó để mà sau này để thu bắt nó. Thì khi mà ông Đình Tây ông xuống đem mấy cái món đó xuống thì con sấu nó cũng lặn mất tiêu. Ông Năm ông cũng cái con sấu mà năm giò đó nó lặn mất tiêu. Cuối cùng rồi ông Đình Tây ông nói thôi, nếu nhà ngươi ấy thì nhà ngươi xuất hiện lên cho ta bắt, còn nếu không nữa đó, nhà ngươi phải kiếm một cái nơi nào ẩn để lo tu. Thì như vậy là cái lời nói của ông Đình Tây ông nói như vậy là nó đi nó mất luôn, nó không còn thấy bóng dáng trên đó để nó phá dân làng nữa. Sau này như vậy là Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp lại là Đức Phật Trầm. Chuyển kiếp Đức Phật Trầm, và Đức Phật Trầm mới chuyển kiếp Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư rồi mới chuyển kiếp lại là ông Sư Giải Bán Khoai. Ông Sư Giải Bán Khoai rồi chuyển kiếp chót là Đức Thầy. Thì như vậy là Đức Thầy mới đi dạo Lục Châu, thì tới là sông Dầm Nao. Đức Thầy nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú, nếu mà xuất hiện lên có con nghiệt thú nuốt mà, như vậy là nuốt mà người hung. Nếu ai hiền đó, hiền lành chừng đó sung dày. Nếu mà cái người hiền mình không có sống trong mộng mà ác mộng, không có tạo nghiệp ác đó,
thì thú ấy nó cúi đầu đó, để cho mình đi qua những cái chương trình đó. Còn nếu không thì nó hả họng ra giống như mình đi, giống như mình đi chung vô cái chung vô cái lòng đi vô cái bọng không chống á, rồi đi vô chống đi hoài hoài hoài, đi nhiêu cũng hết nhiêu à, nuốt hoài. Dạ quá hay rồi, cảm ơn chú Năm. Dạ cũng đó là để hiểu thêm gì là như vậy thì thôi con cũng nói hỏi thêm cái ý này nữa sẵn đây rồi, cái là mình kết thúc cái đề. Dạ thì có cái đoạn là Đức Thầy nói là cái cảnh thảm khổ là lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Vậy thì qua những cái lời Đức Thầy đã tiên tri vậy, như vậy là có cái ý gì không chú Năm? Nhờ chú cũng chia sẻ cho tất cả quý vị mình nghe cái cảnh khổ bây giờ là theo như con nghĩ là Đức Thầy đã diễn tả như vậy là có hay chưa? Có hay chưa? Tức là có hay chưa chú? Cảnh hồi nãy nói gì? Nói lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi đó. Dạ. Cái này thì Đức Thầy nói là theo như đệ hỏi đó. Dạ. Thì nói lao sao, thì cái từ lao sao là nó lộn xộn lắm, nó lộn xộn, nó lu bu lắm. Thế giới này lu bu lộn xộn lắm. Cho nên Đức Thầy nói là lao sao bể bắt là biển bắt đó, non tầng, quân khuyên. Cái từ tầng á, thường thường ta nói là tầng, thí dụ tầng bang, tầng là chỉ cho có một số á, có số á, nói là tầng là miên. Nhưng mà ở đây là muốn nói tầng là tầng lớn á, tầng là tầng thủy hoàng á. Dạ, hồi xưa là tầng thủy hoàng gồm thâu lục quắc. Nếu ai trên thế giới này còn là còn hung dữ, còn ác đức, làm những chuyện tội đổi lỗi đó, giống như là ác tầng, nó là tầng thủy hoàng hồi xưa trở lại ông. Thí dụ trên thế giới này á, cho nên Đức Thầy nói lao sao thì bể bắt là biển bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần gì nó cũng sẽ qua. Rồi nó tranh phân, thí dụ bây giờ là ở trên thế giới này, ở cái vùng nào đó có cái nguồn thu vàng bạc tiền bạc gì dầu mỏ gì đó nó nhiều, thì ở đây cái người tôi là cái nước là nước tăng, tôi hung dữ như là thằng thủy hoàng xưa đi, thì tôi đem qua tôi đánh cái nước để tôi giành. Thì cho nên Đức Thầy nói là lao sao là nó lộn xộn, bể bắt là biển bắt, non tầng quân phiên tham báo xa gần, thì ở đâu nó cũng tranh, bây giờ cửa gì tan nát hết trơn. Gọi là cho nên Đức Thầy mới khẳng định là cũng như Đức Thầy nói trước nghe đệ bó. Năm 1939 Thầy viết ra rồi, mới sau này có nghe, chứ không phải là Thầy khi mà chiến tranh rồi, tan nát rồi Thầy mới viết ra cái bộ giáo lý của Thầy. Thầy nói nha, Thầy nói trước hết trơn, Thầy tiên tri cho biết là sau này sẽ gặp. Nó cho nên Đức Thầy nói là cha nọ bồng con vậy chứ, vậy chứ không lẽ bây giờ cha bồng con chạy đó, mà bây giờ vợ ở sao, bây giờ bom đạn nó bỏ ở sao, nó khóc ở sao kìa, chạy theo không khóc òa sao được. Rồi bây giờ hỏi gì chứ, mới thấy chồng mình bồng con, bây giờ nó chạy trước, bây giờ nó bị bom bỏ, bây giờ nó chết trước mặt mình rồi kìa. Rồi ông không khóc sao được, bây giờ lấy chồng khác rồi. Cho nên đó là Đức Thầy nói cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát sớm truyền khổ dữ à, mà tan nát thiệt quý vị ơi. Hỏi vậy cho quý vị, bây giờ nhà mới cắt lên ngày qua ngày kia, bây giờ bơm bỏ cái tan nát hết trơn rồi, hỏi vậy chứ không khóc sao được. Sớm riền khổ dữ ra, nhà không người ở, vậy chứ nhà có ai ở nữa, bơm bỏ vậy chạy muốn chết luôn. Chạy đi trốn, chạy đi kiếm xứ khác. Đây nè, mình không nói gì, thời kỳ đó ở xứ sông tôi nè, ở Cần Thơ lên kêu bằng nhà đất của bà ngoại tôi nè, ở cả mấy chục hộ luôn. Ở dưới sông nè, cảnh khổ đó. Ở Cần Thơ mình nó tản cư lên đây nè, chứ đâu có nói đâu xa. Đó. Rồi vậy không khổ cho bỏ xứ đi, lại xứ người, đi lại xứ người. Mà nếu lại xứ người mà ông được, đó là người ta có lòng nhân, lòng từ, người ta kê, người ta cho ông ở đó là ông hên đó, ông mừng rồi đó. Còn nếu người ta không cho ông ở nữa, ông trôi dạt trên ấy, ông khổ còn khổ nữa, phải không? Như vậy là tôi thấy là ở sớm tôi chính là bây giờ có nhầm người như bây giờ. Cũng như ông cậu Năm rớt phải ăn mít này. Bây giờ nó còn kêu bà nội tôi bằng bà nội không, nó còn kính gì. Mà bây giờ là nó đi lại chỗ khác, nó mua đất nó ở đó, mà nó vẫn kêu bà nội, bà ngoại tôi là bằng bà nội không.
Cái ơn nó còn nhớ tới giờ nè. Dạ, thì qua những lời chú Năm mình có thể chia sẻ thì lâu lâu chú được mình chia sẻ được nữa khoảng trên 30 phút chưa quý vị. Thì thôi có thể nhín thêm vài phút nữa được không chú Năm? Tại vì nhân viên đây là một cái điều quý báu, nhưng mà tại vì em cháu với tất cả chú quý vị đồng đạo mỗi một cái chu kỳ lâu lâu mới gặp được. Thì chú hồi nãy giờ cũng kể có cái đoạn mà thầy nói là thương hại bấy Lê Văn đứt ruột thảm vợ con, đối rách đùm neo gẫm giữa nghèo thường mắc chữ eo. Thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, mà cái gạo lúa tăng giá mắc hồi nào chú, hay là cái việc nó xảy đến là nó sẽ điển đến luôn. Tại vì để đọc trong giáo lý thầy đó là thấy là cái câu đó là hiện tại bây giờ hay là gì bây giờ, sao thấy cái cảnh khổ quá tràn rồi chú. Đọc lại đoạn. Thương hại bấy Lê Văn đứt ruột thảm vợ con. Đúng rồi. Thì cái này nó nằm trong quyển nhì mà Đức Thầy cũng nói trước năm 1939. Thì thầy nói thương hại bấy Lê Văn đứt ruột thảm vợ con, đối rách đùm đeo gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo. Thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, mỗi phút nó mỗi thay. Thì ở đây đó, nếu mình cái thời kỳ mà Đức Thầy nói đó, lúc mình coi đó mình chưa biết là nó sẽ xảy ra thời gian nào. Nhưng mà tới chừng năm 1975 hòa bình thống nhất đất nước, lại tới năm 1978 là đúng như cái câu của đệ hỏi, thương hại bấy Lê Văn đứt ruột thảm vợ con, đối rách đùm đeo gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Thì ở đây năm 1978 nếu mà nói về cái vấn đề mà đối rách đó, thì coi như cái miền Nam mình á, miền Nam mình trong này đó, có thể 10 nhà thì tôi bảo đảm với đệ là ăn mà ăn độn nghĩa là cơm mà độn với khoai đó, hoặc là nấu cháo đó, là có thể 10 nhà là nói chắc luôn, nói bảo đảm đó là 5 nhà ăn đồng. Còn 5 nhà 78 78 là 9 nhà luôn chứ 5 nhà gì. Ông đó ông nói tới 9 nhà đó quý vị, mình 9 nhà mình luôn là lúc đó khổ ha. Là kể như là tôi nói nãy là tôi nói không trả giá đó, tôi nói là 5 nhà đó, chứ là ông này ông còn nói là có lúa có gạo cũng vẫn ăn đồng chứ không phải vậy. Là tôi nói thiệt với quý vị đó là gạo không có cái năm nào mà nó mắc bằng cái năm 78. Thường thường ta nói hả, đến đổi mà cái người Miên ở trên á, cái năm đó là lấy vàng mà đổi gạo ăn. Lấy vàng mà đổi gạo ăn. Năm đó ta làm vàng. Mà Đức Thầy nói trước nghe ông Đạo. Chứ không phải mà đói rồi mà có đau khổ đó mà thầy mới viết ra sách đâu. Năm đó ta làm vàng. Cái này là nhầm ngữ á. Có nhầm ngữ người ta giàu.